chào mừng các bạn đã trở lại với một tập mới một series vô cùng đặc biệt series lần này mang tên ký sự organic mình nghĩ cái tên này khiến các bạn cảm thấy khá tò mò về nội dung của nó đúng không sở dĩ gọi là ký sự vì đây là một câu chuyện có thật của một nhân vật nổi tiếng ông ấy đã có một cuộc trải nghiệm vô cùng gian nan và cũng đầy thú vị để tìm ra con đường làm nông nghiệp hữu cơ organic đích thực là như thế nào Cùng với đó là những vấn đề đáng chú ý của nền nông nghiệp hữu cơ được ông xoáy sâu một cách thực tế. Còn nhân vật này là ai thì mình sẽ bật mí ở cuối của ký sự này nhé. Và series ký sự organic bao gồm 14 kỳ được mình truyền đạt trong 4 tập podcast. À, trong tập này chúng ta sẽ tiếp tục được đồng hành cùng với mây một ứng dụng hàng đầu trong việc tích hợp nội dung đa dạng từ tin tức, tạp chí, chuyện đến podcast. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi đến những kỳ tiếp theo nhé. Kỳ 12. Cuộc chiến với túi ni lông Nếu bạn có ý định trồng trọt, chăn nuôi theo phương pháp tự nhiên hay organic, bạn sẽ phải đối mặt với một thứ giặc, đó là túi ni lông. Tôi không hề nói vóng lên mà xin lưu ý, nếu bạn mua một sản phẩm organic mà sản phẩm đó được đựng trong túi ni lông, thì lập tức nó không còn là organic nữa vì những hóa chất trong túi ni lông sẽ chuyển hóa vào thịt vào cá vào rau quả dù mắt thường không nhìn thấy nhưng chất liệu của sản phẩm sẽ không còn nguyên vẹn nếu không muốn nói là nó đã nhiễm hóa chất độc hại những túi ni lông nằm trên đất cũng sẽ khiến cho cây trồng vật nuôi của bạn bị nhiễm hóa chất dù bạn không dùng thuốc trừ sâu diệt cỏ hay phần hóa học những ngày đầu đến lập khu vườn này tôi thuê người tìm nhặt tất cả những túi ni lông và mọi thứ hộp nhựa chai nhựa tràn lan lưu cữu trên khắp mặt đất ngày đầu tiên tôi thấy chị người làm chất thành một đống và định châm lửa đốt tôi bảo không không được đốt chị ấy nói thôi để em đào hối chôn tôi bảo cũng không chôn được phải cho hết vào các bao tải và tìm nơi nào thường có xe đến gom rác để đó cho người ta gom chị cười nói xe gom rác không bao giờ tới cái xã này xã kế bên cũng không có phải đi tuốt lên gần thị trấn mới có tôi nói chỗ nào có thì mang tới đấy mặc dù tôi dùng biện pháp triệt để để loại túi ni lông nhưng hàng ngày túi ni lông vẫn cứ mọc ra gà bới ra túi ni lông heo ủi ra túi ni lông một con gió cũng ra túi ni lông hôm trước mấy người thợ đến làm hàng rào hôm sau phải đi nhặt túi ni lông hộp nhựa đựng thức ăn và đầu lọc thuốc lá mặc dù là lần nào cũng nhắc đi nhắc lại là không được vứt những thứ đó ra đất công cuộc nhặt túi ni lông của tôi cứ liên tu bất tận dù như thế nào tôi cũng quyết định phải loại cho bằng hết nếu không thì việc chăm trò chăn nuôi của tôi sẽ chẳng còn bao nhiêu ý nghĩa một cái vườn bằng bàn tay còn như vậy huống hồ là một đất nước chẳng cần phải nói nhiều người cũng biết túi ni lông và các loại bao bì bằng nhựa gây độc như thế nào cho người và cho môi trường tuy các loại nhựa pe hay pp bản thân nó có thể không độc khi tiếp xúc các nhà khoa học bảo vệ nhưng các chất phụ da làm mềm và hóa dẻo thì độc hại vô cùng chúng là tác nhân làm gia tăng nguy cơ ung thư gây dối loạn nội tiết hại thần kinh giảm khả năng sinh sản làm biến đổi giới tính vào vô số những bệnh tiềm mẩn khác sử dụng chúng đã đành là có hại nhưng sử dụng xong đốt chúng đi còn có hại hơn vì chúng sẽ thải ra những chất gây ung thư còn vứt đi hay chôn chúng thì môi trường sống sẽ bị đe dọa vì chúng tồn tại gần như vĩnh viễn. Người ta bảo phải 4-500 năm, thậm chí cả ngàn năm chúng mới bị phân hủy. Làm ô nhiễm nguồn nước ngầm, ngăn chặn sự luân chuyển oxy trong đất, gây biến thái hệ sinh vật, khiến cho đất đai cản cỗi, cây cối chậm phát triển, dù có ra hoa kết trái cũng không còn nguyên hương vị. Những tài liệu khoa học phân tích về sự độc hại của chúng, người ta phổ biến đầy trên mạng, trên báo chí, trên truyền hình, thỉnh thoảng lại có thêm những phát hiện kinh hoàng nhưng hình như có quá ít người sợ túi ni lông và các bao bì vật dụng bằng nhựa gây hại cho toàn dân từ già tới bé không trừ một người nào nhưng ở nông thôn lại nghiêm trọng nhất người thành phố sau khi vô tình đưa các chất độc hại vào cơ thể rác thải nhựa được bỏ vào giỏ rác các xe rác mang đi tập trung có nơi có chỗ một phần để tái chế phần khác người ta xử lý theo kiểu nào đó cũng rất có vấn đề nhưng khuất mắt chúng ta không thấy còn ở nông thôn thì chỉ có ba cách vứt bừa ra đất tự đốt hoặc tự trôn trong khi túi ni lông và đồ nhựa ở nông thôn là thứ rẻ tiền tái chế đi tái chế lại nên là thứ độc hại nhất là cặn bã của cặn bã là thứ không còn gì để có thể tái chế thêm một lần nào nữa cổng những túi ni lông mới toanh người ta dùng nó để gói thịt gói rau gói dưa gói mắm ngoài chợ trong tay vẫn dính đầy bột hóa chất như dính bụi, nghĩ kỹ mới thấy dùng mình. Không phải cái gì gây hại cho dân cũng là lỗi của chính quyền. Cả thế giới này đang là thế giới của túi ni lông, thì dường như mọi nỗ lực nói không với túi ni lông đều tắc tị. Có người sẽ bảo, nước Mỹ văn minh cao, luật pháp nghiêm, mà họ có bỏ được túi ni lông chỉ để đâu. Chúng ta không bì được với Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ và không phải cái gì của họ cũng tốt trong nền dân chủ vận động hành lang của họ, một đạo luật ra đời hay không ra đời, không phải bao giờ cũng vì lợi ích chính đáng của số đông dân chúng, mà thường phụ thuộc vào cường độ lobby của các nhóm lợi ích. Mới đây, lệnh cấm sử dụng túi ni lông đã được áp dụng trên toàn bang California, sau một thời gian chỉ áp dụng được ở một thành phố của bang này. Hiện nay các tập đoàn sản xuất đồ nhựa đang chi rất nhiều tiền của để tiến hành những chiến dịch vận động hành lang giáo diết nhằm ngăn chặn mở rộng việc áp dụng lệnh cấm này ra các bang khác trung quốc cũng tiến hành một số biện pháp hạn chế sử dụng túi ni lông nhưng có vẻ như người trung quốc quan tâm đến trời biển đất đai của thế giới hơn là quan tâm đến việc ăn ở thân thiện với môi trường nước mỹ và trung quốc có lẽ khó mà loại trừ triệt để túi ni lông nhưng không phải vì vậy mà nước khác không làm được xin hãy chú ý nhìn sang châu phi nhiều nước ở đông phi đã nói không với túi ni lông không phải bằng những cuộc vận động mà bằng luật pháp trong đó rwanda là nước áp dụng thành công nhất rwanda không phải hạn chế sử dụng túi ni lông mà cấm hoàn toàn sử dụng túi ni lông ở nước này là phạm pháp là một nước trải qua nhiều đau thương của nội chiến và nạn diệt chủng rwanda đã đi lên trong nghèo khó họ hồi sinh đất nước họ bắt đầu từ sự hồi sinh của thiên nhiên cây cỏ họ vẫn còn đang rất nghèo nhưng đang nhận được những lời ngợi ca từ khắp nơi trên thế giới. Tháng 9 vừa rồi, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng có ra một chỉ thị gọi là tăng cường quản lý việc sử dụng và thải bỏ túi ni lông. Dù có quy định xử phạt, các hành vi đốt hay trôn túi ni lông, nhưng nó nhẹ hều, chẳng thể tạo ra tác dụng. Tuy nhiên, cùng với việc tăng mức thuế đối với túi ni lông từ 30.000 đồng lên 40.000 đồng trên 1 kg ở phạm vi quốc gia từ năm 2012 việc tăng cường quản lý của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cần được ghi nhận là một cố gắng. Chỉ ít là nhà nước không có ý định buông lỏng, nhưng quyết tâm thì như chưa. Các quan chức chúng ta nên bớt bớt các chuyến đi cưỡi ngựa xem hoa tốn tiền tốn của để đến Rwanda học cách làm của họ, hoặc là bỏ tiền ra mời họ về dạy dỗ. Họ nghèo hơn chúng ta, nhưng vươn đến đỉnh cao của sự sạch sẽ. Có lấy gì mà chúng ta không thể? Kỳ 13 thử chạy trốn hóa chất. Nếu bạn vừa trồng cây chăn nuôi theo cách tự nhiên hay organic, vừa sống trong một khu vườn mà khu vườn đó không có hạ tầng kết nối với hệ thống thoát nước công cộng, bạn sẽ phải đối mặt với một vấn đề nan giải. Nước thải sẽ chảy đi đâu? Trước hết, đối với vật nuôi thì không có vấn đề gì, vì phân và nước tiểu của chúng không độc hại, không ô nhiễm, sẽ tự biến thành phân bón trong vườn. Vườn nhà tôi hoàn toàn không có mùi hôi từ các vật nuôi về phòng vệ sinh của người nếu bạn thực hiện đúng kỹ thuật trong xây dựng khi làm bể tự hoại từ bể chứa bể lắng đến bể lọc thì nước thải cuối cùng về nguyên tắc là có thể uống được nên có thể để thấm tự nhiên vào đất miễn là bạn không cho nước có xà phòng hoặc hóa chất và bể chứa đường thoát nước từ bồn cầu là riêng biệt tuyệt đối không kết nối bất cứ đường nước thải nào vào đây nếu để lẫn nước thải có hóa chất vào nó sẽ giết chết các vi sinh vật có ích trong bể chứa khiến cho chất thải ở đây không phân hủy được kỹ thuật đơn giản này bất cứ kỹ sư xây dựng nào cũng đều biết riêng tôi trong bể lọc ngoài gắt vàng sỏi than tôi còn cho thêm đá thạch anh để cho nước sau khi lọc được sạch hơn như vậy nước thải từ bồn cầu ra môi trường chỉ còn là nước sạch rác rối là nước thải từ phòng tắm chậu rửa mặt rửa tay máy giặt và chậu rửa chén bát đây chính là thứ nước thải chứa đầy hóa chất từ xà phòng sâu gội rau tắm nước rửa bát nước rửa tay đến kem đánh răng, nước thải này mà để thấm vào đất thì cái vườn của bạn sẽ không còn là vườn organic nữa, cũng do có hóa chất nên chúng ta không thể lọc nó bằng cách giống như các lọc nước từ bồn cầu. Tất nhiên người ta cũng có công nghệ xử lý được chúng, nhưng trong phạm vi một gia đình thì rất phức tạp và lại tôi cũng không tin là nước thải sau này sau khi xử lý sẽ hoàn toàn sạch để có thể không làm cho đất đai bị ô nhiễm. Bạn hãy nhìn vào hai con sông của hai thành phố lớn là sông Tô Lịch và sông Thị Nghè. Chúng là nơi hứng nước thải đã xử lý của Hà Nội và Sài Gòn, hiện nay vẫn đen ngòm nhìn phát xét. Chỉ có một cách là không dùng các sản phẩm có hóa chất, từ xà phòng cho tới kem đánh răng. Hẳn là có người bảo tôi khùng, tôi lập dị, tôi cực đoan, tôi ảo tưởng. Nhưng nếu bạn muốn tạo ra được sản phẩm organic hoàn hảo thì bạn sẽ không còn cách nào khác. Gia đình tôi đang thực hiện theo cách cổ hủ này nhiều người cho rằng ông nguyễn đình triều sở dĩ không chịu dùng xà phòng mà chỉ dùng nước cho bếp để giặt quần áo là bởi ông ấy ghét tây đến mức cực đoạn. đương nhiên là ông ghét tây nhưng theo tôi nghĩ thì ông dùng cho đơn giản là vì cho tốt hơn xà phòng chúng tôi đang dùng nước cho để giặt quần áo để rửa tay và rửa chén bát bạn thử đem cho ngâm trong thùng hay trong chậu lắng lấy nước rồi ngâm quần áo của bạn vào khoảng một đêm hay vài giờ cũng được bạn vứt ra, bỏ vào máy giặt, chẳng cần có xà phòng hay bột giặt, quần áo của bạn cũng sạch bong và có mùi dễ chịu. Cũng với nước cho đó, bạn đem rửa chén bát hoặc rửa tay, tôi cam đoan bạn sẽ thấy hài lòng. Ra rửa bằng cho, nước thải từ máy giặt, từ chậu rửa, bạn có thể xả luôn ra đất, chẳng có hại gì trong môi trường cả. Tất nhiên với điều kiện là quần áo, chén bát, tay chân bạn không nhiễm hóa chất chúng ta đang tốn quá nhiều tiền cho dầu gội đầu và nước tắm gần đây thứ gì quảng cáo nói chất lọc từ thiên nhiên thì thứ đó có thêm giá trị dù có chất lọc từ thiên nhiên nhưng chúng vẫn được tạo ra bằng hóa chất kiểu gì cũng có độc thì tại sao chúng ta không lấy thẳng những thứ từ thiên nhiên đó là bổ kết là xả là lá chanh hay hoa bưởi vườn tôi có trồng bổ kết tiếc là chưa có trái nhưng tôi vẫn có thể mua bổ kết về để cả nhà gội đầu còn xả chanh vào bưởi thì chỗ tôi quá đầy còn có cả cây hương nhu rừng tự nhiên nữa hôn lên một mái tóc thơm mùi hoa bưởi đương nhiên dễ chịu hơn là mùi thơm được tạo ra bằng máy móc một cơ thể thơm hương xả hương chanh chắc chắn là hấp dẫn hơn mùi thơm hóa học tôi không sành lắm cái chuyện tắm ngội sao cho đúng cách nhưng tôi bảo đảm cây cỏ hoa lá trong vườn tôi đủ để cả nhà tôi ai muốn biến tấu cách gì cũng được nếu bạn tắm gội theo cách này thì cơ thể của bạn sẽ thơm mát tự nhiên mà nước thải thì chẳng cần xử lý cuối cùng là kem đánh răng trong cuốn hồi ký của mình vị bác sĩ riêng của mao trạch đông có nhắc tới việc ông mao trạch không dùng kem đánh răng ông ta bảo con hổ con báo có bao giờ đánh răng đâu mà răng của chúng vẫn sạch vẫn trắng câu chuyện nói lên sự lập dị của mao nhưng không phải là ông không có lý gần đây các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước dẫn những tài liệu khoa học cho thấy sự độc hại không tưởng tượng nổi của kem đánh răng. Có ít nhất 5 loại chất độc được phát hiện trong nhiều loại kem đánh răng. Thứ nhất là natri Florua, có hầu hết trong các loại kem đánh răng và nước súc miệng, được coi là chất ngừa sâu răng, nhưng nó độc đến mức lượng natri Florua chứa trong một tuyết kem đủ để giết chết một đứa trẻ trong vòng 2 đến 4 giờ. Thứ hai là chiclosan là chất bổ sung vào kem đánh răng nhằm kháng khuẩn, ngăn ngừa viêm lợi, nhưng đây chính là một thứ thuốc trừ sâu. Nó có thể tàn phá các hormone, gây rối loạn tuyến giáp và làm tổn hại nhiều bộ phận khác của cơ thể. Thứ ba, sodium lauryl sulfate được đưa vào một số loại kem đánh răng, xà phòng và dầu gội dùng làm chất tạo bọt và tẩy rửa, nhưng nó gây hại cho thận, bàng quang, hại mắt và rối loạn bộ phận sinh dục. Thứ tư, propylene glycol là hóa chất rất hại cho não, gan và thận, gây kích ứng, làm lão hóa da. Thứ năm là DEA, là chất tạo bọt có mặt trong kem đánh răng và thuốc trừ sâu, là chất làm da tăng nguy cơ ung thư gan và thận. Tất nhiên là chúng ta không thể không đánh răng, nhưng chúng ta sẽ thay kem đánh răng bằng thứ gì? Dầu dừa. Nhiều nghiên cứu cho thấy dầu dừa tốt toàn diện cho sức khỏe, đặc biệt đối với răng miệng nhà tôi đã tự tạo kem đánh răng bằng dầu dừa. Bằng cách đơn giản nhất là trộn dầu dừa với băng kinh soda, là một thứ bột nở có nguồn gốc tự nhiên, không độc hại, rất thông dụng cho các bà nội trợ làm bánh, thêm một ít muối. Hiện nay rất nhiều người ở cả nông thôn lẫn thành thị cũng đã dùng loại kem đánh răng tự tạo này, đủ đường lợi ích, sạch răng, bảo vệ chân răng, rẻ tiền và nước thải không gây ô nhiễm. Bạn cũng có thể ra giảm bằng cách dùng uh, muối mà thêm đường uh, silicon, một loại đường có nguồn gốc từ thảo mộc và vài giọt dầu bạc hà. Tóm lại, việc chạy trốn hóa chất theo cách trên không chỉ đảm bảo cho việc trồng trọt chăn nuôi đúng tự nhiên, đúng organic mà còn đem lại lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Kỳ 14. Quỳ hoa bảo điển Các nhà khoa học nghiên cứu tự nhiên vì nó đẹp. Nếu tự nhiên không đẹp thì nó không đáng để biết nếu nó không đáng để biết thì cuộc sống không đáng để sống. Đó là câu nói của nhà toán học Henry Poincare. Khoa học đã đạt được những bước tiến kỳ vĩ trên đường con người khám phá tự nhiên, nhưng ở mỗi một bước tiến của khoa học đều kéo theo một bước lùi của con người với tư cách là một sinh vật trên đường tiến hóa. Khoa học tự nó không có tội. Tội lỗi do chính sự ngạo mạn tưởng có thể dùng khoa học để thế thiên hành đạo. Trong diễn từ nhận giải Nobel Kinh tế năm 1974, nhà kinh tế học Friedrich Hayek đã gây sốc khi tuyên bố những tri thức về kinh tế học hiện đại là tri thức ngụy tạo. Hayek cho rằng, từ những thành tựu ngoạn mục trong khoa học tự nhiên, người ta đã đem những phương pháp của vật lý học và toán học áp dụng trong lĩnh vực xã hội ngày càng rộng rãi với ảo tưởng có thể điều khiển được nền kinh tế và lèo lái xã hội vận hành theo ý chí chủ quan của mình. Ngay từ nửa đầu thế kỷ 20, ông đã cảnh báo chủ nghĩa duy khoa học sẽ gây tác hại khôn lường cho xã hội loài người. Sự sụp đổ của nền kinh tế kế hoạch liên xô và Đông Âu cũ cũng như sự khủng hoảng nợ công từ các nhà nước phúc lợi châu Âu đã minh chứng cho lời cảnh báo của Hayek. Thiên hạ sẽ phải túc tắc quay về với bàn tay vô hình của Adam Smith để quản lý kinh tế, quản lý xã hội như những người làm vườn ở Nhưng những gì hay nói về các khoa học xã hội cũng đúng ngay cả đối với các môn khoa học tự nhiên. Xin nhắc lại một câu chuyện cũ dích trong lịch sử khoa học. Vào cuối thế kỷ 19, Henry Poincaré, nhà toán học vĩ đại người Pháp, từ một sai sót không quan trọng khi giải bài toán ba vật thể của Newton, đã chỉ ra rằng với những sai số vô cùng nhỏ, những sai số mắt thường không thấy được của những dữ liệu ban đầu có thể biến sự khác biệt khổng lồ trong kết quả dự đoán rằng muốn đạt được sự chính xác của dự đoán thì các số liệu ban đầu phải chính xác tuyệt đối mà để có những dữ liệu chính xác tuyệt đối là điều không thể dù trong tương lai máy móc đo đạc có tinh xảo tới đâu ông đã đặt nền móng cho một lý thuyết mới đó là thuyết hỗn độn gây chấn động một thời trong giới khoa học chỉ ra sự giới hạn của việc dùng toán học và vật lý học để dự đoán sự chuyển động của các vật thể trong vũ trụ Mãi cho đến đầu những năm 60 của thế kỷ trước, nhà khí tượng học người Mỹ Edward Lauren khi lập mô hình dự báo thời tiết trên máy tính đã làm tròn một con số mà ông nghĩ nó chỉ có một chút khác biệt bé tí tẹo không đáng kể. Đã nhận được một kết quả khác biệt vô cùng lớn so với mô hình ông đã làm trước đó với cùng một thông số. Từ đó xuất hiện thuật ngữ, hiệu ứng cánh bướm. Một con bướm vỗ cánh trên cây bưởi vườn nhà tôi ở Bình Thuận sau hai năm biết đâu sẽ biến thành một cơn bão cấp 8 ở New York, Mỹ. Thuyết hỗn độn từ đó thổi làn gió khiêm nhường vào giới khoa học. Các nhà khoa học cảnh báo loài người hiện nay chết giả rất ít mà chủ yếu là chết vì bệnh. Chết già là sự viên mãn là hạnh phúc của con người, còn chết bệnh là cái chết tức tuổi, cái gọi là tuổi thọ bình quân cao ở các nước văn minh phương Tây chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Dùng hóa chất và công cụ y học để kéo dài sự sống đoạn sống được kéo dài đó nhiều khi chỉ là cái chết lâm sàng các nhà khoa học chân chính biết rõ giới hạn của tri thức nên họ ngày càng trở nên khiêm nhường trước tự nhiên họ khám phá tự nhiên để chiêm ngưỡng vẻ đẹp vẹn toàn của nó để thấy mình đáng sống vì mình là một thành tố của vẻ đẹp vẹn toàn đó nếu tự nhiên không đẹp thì nó không đáng để biết nếu nó không đáng để biết thì cuộc đời không đáng để sống một câu nói của paul nhưng các chính khách, nhất là các chính khách ở các nước lớn và các nhà tài phiệt thì không. Khoa học không chỉ được họ lạm dụng để giết người hàng loạt, mà còn được sử dụng bừa bãi để kiếm lợi nhuận và dùng lợi nhuận nhân danh văn minh chọc thủng mọi thứ thành trì ở mọi quốc gia để kiếm siêu lợi nhuận. Lòng tham, sự kiêu ngạo, tính thiện cẩn và thói bầy đàn của nhân loại luôn luôn tiếp tay cho việc lạm dụng khoa học hậu quả là trái đất ngày càng tiêu điều sơ sát môi trường sống bị thu hẹp loài người trở nên bệnh hoạn yếu ớt các nhà khoa học cảnh báo là người hiện nay chết già rất ít mà chủ yếu là chết vì bệnh chết già là sự viên mãn là hạnh phúc của con người còn chết bệnh là cái chết tức tuổi cái gọi là tuổi thọ bình quân cao ở các nước văn minh phương tây chẳng có bao nhiêu ý nghĩa dùng hóa chất và công cụ y học để kéo dài sự sống đoạn sống được kéo dài đó nhiều khi chỉ là cái chết lâm sàng sự lạm dụng khoa học mới nhất là sử dụng công nghệ sinh học để tạo ra thực phẩm biến đổi gen bất chấp những phản đối của đông đảo các nhà khoa học nó nhảy pháp vào siêu thị và nhanh chóng lan tràn khắp thế giới người ta đã dựa vào những tuyên bố nước đôi của tổ chức y tế thế giới rằng loại thực phẩm này phải được chứng nhận không có nguy cơ về sức khỏe với con người dựa theo các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm do tổ chức này thiết lập mới được đưa ra thương mại hóa. Nhưng hãy nhớ, thuốc diệt côn trùng DDT từng được Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định là vô hại với con người và môi trường và nó được đem phủ khắp hành tinh. Hàng chục năm sau, cũng chính Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định nó gây ra bệnh ung thư và hủy hoại môi trường. Lệnh cấm đã ban ra, nhưng hậu quả thì hàng chục, hàng trăm năm chưa chắc đã khắc phục xong. Để kết thúc ký sự này, tôi nhớ câu chuyện luyện Quỳ Hoa Bảo Điển hay tịch tà kiếm phổ trong tiểu thuyết tiếng ngạo giang hồ của kim dung quỳ hoa bảo điển là bí kíp võ công thượng thặng ai luyện được nó có thể làm bá chủ võ lâm vị cao nhân phát minh ra nó ban đầu có lẽ xuất phát từ việc say mê vẻ đẹp của võ học đã thấy ngay hậu quả khôn lường nếu nó được lọt ra giang hồ không chỉ vì những chiêu thức tàn độc của nó mà còn gây nguy hại cho chính người luyện vì muốn luyện được phải tự thiến mình bởi vậy nên ông đã cất giấu hết sức bí mật nhưng càng bí mật càng cuốn hút thiên hạ tìm kiếm cuối cùng có ba người lấy được và luyện thành công sau khi hủy hoại thân thể của mình là đông phương bất bại lâm bình chi và nhạc bất quần lâm bình chi vì để trả thù nên mù quáng là kẻ đáng thương đông phương bất bại làm ác không che giấu là một kẻ nguy hiểm nhưng nguy hiểm nhất là nhạc bất quần là kẻ miệng nói thiện nhưng luôn luôn hành ác. Sự làm dụng khoa học ngày nay so với việc luyện quỳ hoa bảo điển, xem ra không khác mấy. Riêng về chuyện ăn ở, dù quá muộn và quá chậm chạp, nhưng nhân loại đang quay đầu, bắt đầu từ bỏ những món quỳ hoa bảo điển để hướng về những khu vườn tự nhiên, những khu vườn organic. Có nhiều bằng chứng cho thấy sản xuất nông nghiệp theo cách truyền thống, thân thiện, hài hòa với thiên nhiên, nếu được mở rộng vẫn đủ thực phẩm cho hiện tại và cho tương lai của nhân loại, sống hài hòa với thiên nhiên, con người cũng sẽ sống hòa bình với nhau để cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp vĩnh hằng của tạo hóa và vẻ đẹp kỳ vĩ vô tư của khoa học cũng là vẻ đẹp của chính mình. Vậy là mình và các bạn đã cùng đi qua 14 kỳ của series ký sự Organic, một ký sự đọng lại trong chúng ta rất nhiều cảm xúc, đôi lúc còn là sự giật mình. Và mình xin được dành toàn bộ tấm lòng của mình để gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến nhà báo Hoàng Hải Vân, một nhà báo mà Bình rất ngưỡng mộ, tác giả đứng đằng sau series Ký sự Organic vô cùng thực tế và tâm huyết này. Cuối cùng xin được cảm ơn sự quan tâm và lắng nghe của tất cả mọi người. Hy vọng tất cả những thông điệp mà Bình đã dành tặng đều mang lại sự hữu ích đến với tất cả mọi người. Hẹn gặp mọi người vào những tập tiếp theo. Bye.